Rồi, anh rồi, chưa rồi. Bao giờ say lần hôm nay là cho anh lộn về bân luôn. Đúng rồi. Chưa lâu lắm rồi chưa say. Rồi rồi. Không kiểu la kiểu la. Giới thiệu giới thiệu. Giới thiệu chị với mọi người đi. Giới thiệu chị đi. Anh tên là gì? Vâng là Tuyết. Tuyết. Xin cảm ơn anh. Số 94 là anh nhỉ? 88. Anh Tuyết anh Huy. Chửi nhau. Bạn thân cùng mà luôn luôn cùng lớp anh Huy. Em nghĩ là anh sẽ phải hát mọi người một bài hát đi, hát tặng mọi người một bài hát đi. 30 tháng 12 hả anh Điền? Cùng lớp anh làm cái tình ta biển bạn đồng xanh, đúng rồi, biển bạn đồng xanh ấy, Thái Bình nha. Cần biết anh em bật karaoke. Câu đầu tiên là gì nhỉ? Câu đầu tiên là gì nhỉ? Hát về cây lúa hôm nay. Quên về không chương trình ấy này không mang ra đâu. Sớm mà. Anh em mình chơi luôn. Không phải nói nhiều, Thái Bình vào. Chơi luôn. Cảm ơn cô Thái Bình à? Sao mày phải Nam đấy? À mày Quảng Ninh mà. Quảng Ninh là bố mẹ em. À bố mẹ là mình. Anh là Nguyễn Trung Trước. Chơi đây. Chơi luôn đi. Em là Nguyễn Trung Trước nha. Chơi luôn. Tiền nắng ra khơi khi chân mây. À đây, bố anh em bố đây nha nha nha. Anh gái chị nhưng có chị mưa. Nắng quê cánh cò bay trên thảm nhặt lên chứ bảo con nó mang ra là kéo lên ngôi trang trước bao tình. Có anh ở nhà à? Ở nhà được. Anh có nhìn thấy chữ đâu của mày nhà được chữ nó nhảy 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 Thái Bình ơi Thái Bình này sao mà yêu đến thế. Có ngà, chưa mưa, đồng chiên rồi. Đồng phải nhỉ, tôi nghe đồng phải thôi. Thôi đi, cho nhạc lên đi. Thôi đây, nghe của em. Loa của em có thế thôi, nhạc cảm xúc kê như thế thôi. Kêu của em này. Thôi, kêu của em. Hát bài gì em? Bài tranh này. Vâng. Ông tình ta phải là xanh. Đấy cơ ấy, có gì ấy. Đấy, có làm cái loa kéo lên hát không? Cái này đó, kéo lên hát cho vui. Lên tầng thượng. Đi ra giờ đi. Xuống này đi. Nhanh Ngọc có xuống này đi. Cái loa nào kéo mà. Không, loa kéo cầm mic hát. Ở đâu? Ở tầng anh có. Mang lên đây. Đấy để anh. Con em ở nhà. Em có trưởng mà. Nhưng mà thằng Sơn thì thế là kéo ấy. Thôi anh ấy kém gì, nó nói những việc nào anh không cần nó. Anh là Sơn không phải đội mình. Sơn phải đội mình. Sơn không phải đội mình. Sơn là ban tổ chức thôi. Không phải đội mình. Ông đã tuyên bố bảo là khách mời không bao giờ tranh cúp được. Không bao giờ giật cúp được. Cảm ơn em. Chưa mời bác nào hôm nay mời. Chỉ có nhiệt tình cho ba anh em một tí. Ông anh cũng bận, không anh nhiệt tình lắm đâu. Không. Tú anh lấy cái nào kéo lên nè, văn nghệ nhỉ? Đúng rồi, anh phải có chất của mình. Tôi sao nè? Mình phải cái gì nhỉ? Jumbo khóa ảo đúng không? Thật ra em thấy cái tổ chức thể thao văn hóa để là vui. Đeo đến mức độ thì phải phải lai, phải vào xấu với nhau để đánh gai nhau, phải đá xấu. Chính xác, không phải mình phủ với nhau đâu. Mình quá cái tuổi rồi mà mình có tranh chấp được cái gì đâu. Anh em đã khỏe với nhau thôi. Bọn nó âm mình bình đoán rồi. Do đội mình phải phải rất cốt đúng không? Bọn nó đội mình phải rất cốt chứ là anh em mình. Anh em mình phải có kỷ niệm, đã kỷ niệm thì nó phải là rực rỡ. Đúng rồi, nhưng mà nó là vào giải thi đấu rồi. Nó nhiều kiểu lắm. Nó cũng như kiểu là anh em đá vui, chơi bời. Đúng rồi. Đá giải nó sẽ khác nhưng mà không thể mức độ mà. Thế là một trong cái một cái đội bóng mà nó có nhiều đầu óc hơn á. Như chó ăn cho nóng thì bạn không nguội rồi thì mất ngon đi.
nhưng mà quay đi còn không ai bảo đội mình lần cuối đoàn kết thế thì anh thử đi, anh ăn đâu, anh sẽ ăn ngon đấy.